tăng 10 bậc, tuyển Việt Nam leo lên vị trí thứ 103 thế giới. Sau trận hòa với Jordan ở vòng loại ASEAN Cup 2019, đội quân của huấn luyện viên Park Hang-seo có được 331 điểm trên bảng tổng sắp của FIFA, tăng liền 38 điểm, nhờ đó áp sát top 100 thế giới, khi đứng ở vị trí 103. Điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam sẽ có nhiều thuận lợi tại lễ bốc thăm chia bảng ở vòng chung kết diễn ra tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào năm sau. Theo đó, đội tuyển của chúng ta được xếp ở nhóm hạt giống thứ 3 cùng Iraq, Uzbekistan, Ấn Độ, Qatar và Triều Tiên, trong khi hai đội bóng khác cùng khu vực là Thái Lan và Philippines không được coi là hạt giống và chỉ xếp ở nhóm 4. Nếu may mắn, các cầu thủ của chúng ta sẽ chạm trán với UAE, Kyrgyzstan và Yemen, hai trong số họ mới chỉ lần đầu góp mặt. Sau năm 2007, đây là lần thứ hai Việt Nam có cơ hội tham gia ở giải đấu lớn nhất châu lục, vì thế, sẽ có nhiều mục tiêu và kỳ vọng được đặt ra cho thầy trò ông Park. Quãng đường từ bây giờ đến ngày diễn ra giải đấu còn xa, đủ để ông thầy Hàn Quốc lập ra một kế hoạch hoàn thiện, cùng Việt Nam chinh phục những đỉnh cao mới. Với huấn luyện viên Park, bóng đá Việt Nam có cơ hội ở ASEAN và AFF Cup. Sự tự tin là miêu tả ngắn gọn nhất về màn trình diễn của tuyển Việt Nam trước Jordan trong trận hòa 1-1 trên sân khách tối qua 27 tháng 3. Tự tin là khi huấn luyện viên Park Hang-seo dám tung vào sân 7 cái tên U23 để biến đội tuyển Việt Nam thành bản U23 mở rộng. Tự tin là khi tuyển Việt Nam nhập cuộc mà không cần bất kỳ tiền vệ phòng ngự thực thụ nào. Tự tin là khi các tuyển thủ chủ động ăn miếng trả miếng, chủ động tấn công, chủ động vây ráp đối thủ. Tự tin nghĩa là không sợ hãi, nghĩa là dám nghĩ tới ít nhất một điểm, ngay trên mảnh đất của đối thủ. Và nếu phải tìm một hình ảnh biểu tượng cho đội tuyển Việt Nam đêm qua, đó chính là Phạm Xuân Mạnh, hậu vệ của Sông Lam Nghệ Anh, trong ngày sinh nhật thứ 22, ngay ở trận ra mắt tuyển quốc gia, đã chơi một trận cầu hảo hạng. Anh hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự, đồng thời hỗ trợ liên tục cho hàng công. Mạnh tự tin dâng cao, liên tục cầm bóng. Anh qua người rồi truyền vào, tạt bóng bằng cả hai chân. Chính Xuân Mạnh là người tung ra đường kiến, tạo, để anh Đức ghi bàn duy nhất cho đội tuyển Việt Nam. Nhìn Xuân Mạnh chơi bóng, ta thấy lứa U23 của thầy Park đã tiến bộ nhiều thế nào. Chỉ 2 tháng trước thôi, khi U23 Việt Nam sắp dự giải châu Á, Mạnh còn chưa có suất đá chính. Anh mới được vào sân sau chấn thương của Đoàn Văn Hậu. Nhưng chỉ vài trận từ đó tới nay, Mạnh đã tiến bộ vượt bậc. Màn trình diễn trước Jordan và đường kiến tạo cho anh Đức thậm chí có thể giúp Mạnh chiếm luôn vị trí chính thức ở cánh phải tuyển quốc gia. Không chỉ Xuân Mạnh, phần còn lại của đội tuyển cũng khiến rất nhiều người ngạc nhiên. Trái với những dự đoán trước trận, ông Park không mang tới Jordan bất kỳ chiếc xe bus nào. Học trò của ông vào sân trên những chiếc xe côn, tay đặt sẵn trên ga. Họ sẵn sàng vặn tay nắm bất kỳ lúc nào, sẵn sàng tăng tốc ngay khi có thể. Rất nhiều lần trong hiệp 1, Công Phượng, Quang Hải, Văn Thanh có những tình huống đột phá qua một, hai cầu thủ đối phương. Chính từ một pha bóng như thế ở phút 28, Công Phượng đã sút dội cột khung thành Jordan. Sự tự tin của U23 Việt Nam mở rộng, có lẽ đã khiến người Jordan ngỡ ngàng. Đội bóng Tây Á mới đánh bại Đan Mạch và Coes, được chơi trên sân nhà, và đang dẫn đầu bảng C, vẫn là kẻ lép vế trước Việt Nam trong phần lớn thời gian hiệp 1. Nếu trận đấu tại Jordan chỉ kéo dài 45 phút, huấn luyện viên Park Hang-seo có thể yên tâm soạn đồ tới ASEAN. Nhưng mọi thứ không đơn giản như thế. Bởi khi tiếng còi khép lại hiệp 1 vang lên, cuộc chơi lại thuộc về đội chủ nhà. Đoàn quân Tây Á đã hoàn toàn áp đảo tuyển Việt Nam trong hiệp 2, tạo ra hàng loạt cơ hội, và lẽ ra phải có nhiều hơn một bàn thắng. Sự xuống sức của tuyển Việt Nam là khá rõ ràng, trong bối cảnh các cầu thủ phải di chuyển hơn 16 giờ bay, và mới có 2 ngày tập luyện. Việc U23 Việt Nam chưa tạo được sự liên kết với các đàn anh, điển hình là Thanh Trung, cũng sẽ khiến ông Park đau đầu. Dù sao đi nữa, trận hòa trước Jordan vẫn mang tới những tín hiệu tích cực. Nó cho thấy nếu được trao thêm thời gian, thầy Park hoàn toàn có thể thay đổi đội tuyển, giống như đã thay đổi U23 Việt Nam. Với huấn luyện viên Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam có quyền hy vọng ở ASEAN 18 và AFF Cup cuối năm. Ông Hải Lơ, anh Đức chơi tốt, Công Phượng chẳng có gì để khen. Huấn luyện viên kỳ cựu Lê Thụy Hải đánh giá cao màn trình diễn của các cựu binh ở đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là anh Đức. Trong khi đó,
Công Phượng vẫn để lại sự thất vọng với nhà cầm quân người Hà Đông. Trong trận đấu tối qua, chỉ có Vũ Minh Tuấn phải ngồi trên băng ghế dự bị, còn lại các cựu binh ở đội tuyển Việt Nam như Văn Lâm, Ngọc Hải, Thanh Trung, Anh Đức đều đã được huấn luyện viên Park Hang-seo tung vào sân từ đầu. Theo đánh giá của huấn luyện viên Lê Thụy Hải, các cầu thủ này đều đã chơi đúng khả năng, chỉ có Thanh Trung là chưa thực sự đạt kỳ vọng. Dấu ấn của các cựu binh để lại chính là bàn thắng mang về một điểm cho tuyển Việt Nam của tiền đạo Anh Đức. Nhiều người nói Anh Đức già rồi, đá bóng chỉ thấy đứng một chỗ mà cũng được gọi lên tuyển là không xứng đáng. Nhưng từ trước tới nay tôi vẫn đánh giá cao Anh Đức. Cậu ấy biết chọn vị trí rất tốt, mà điều này thì rất quan trọng với các tiền đạo cắm. Bàn thắng của Anh Đức hôm qua cho thấy sự kinh nghiệm trận mạc và cách chọn vị trí, cách di chuyển hỗ trợ của Anh Đức rất tốt. Tuyển Việt Nam luôn cần một trung phong như vậy. Huấn luyện viên Lê Thụy Hải hết lời khen Anh Đức. Theo cựu huấn luyện viên câu lạc bộ Bình Dương, việc Anh Đức hoạt động hiệu quả thì những cầu thủ như Công Phượng sẽ có thêm nhiều đất diễn. Nhưng trận đấu hôm qua tiền đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã chơi mờ nhạt. Công Phượng hôm qua chưa có gì nổi bật, ngoài pha dứt điểm đưa bóng trúng xa ngang. Phượng vẫn chưa trở lại với hình ảnh của mình như hồi đá ở U19 Việt Nam. Từ vòng chung kết châu Á đến giải này, Phượng chưa cho thấy vai trò của mình. Ông Hải nhận xét. Với các cầu thủ khác, huấn luyện viên họ Lê đánh giá Văn Lâm bắt tốt lắm, tiếc là lại bị chấn thương. Nhưng Tuấn Mạnh vào sân bắt cũng rất hay, cứu được nhiều pha bóng nguy hiểm. Quế Ngọc Hải thì quá hay rồi. Hải là cầu thủ biết tranh chấp, biết đứng vị trí ổn định. Khi có bóng thì biết chuyền bóng, phát động tấn công nhanh. Việc huấn luyện viên Park Hang-seo gọi Ngọc Hải trở lại đội tuyển Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng. Thực tế trong trận hôm qua, khi tuyển Việt Nam đá ba hậu vệ, Hải đứng ở vị trí thiệt thòi, nhưng vẫn chỉ huy được phòng ngự. Chỉ có Thanh Trung là đá tròn vai, chưa thực sự nổi bật, dù vậy chơi như vậy cũng là ổn rồi. Còn các cầu thủ U23 Việt Nam thì họ đã cho thấy sự trưởng thành. Tôi không đồng ý với ý kiến tuyển Việt Nam trẻ hóa bằng cầu thủ U23. Nếu trẻ hóa, phải là các cầu thủ 19, 20 tuổi. Còn cầu thủ U23 thì họ xứng đáng chơi ở trên đội tuyển quốc gia. Một vài vị trí chơi chưa thực sự tốt như Công Phượng, nhưng gặp đối tượng như Jordan mạnh hơn, có thể hình, thể lực tốt hơn, cũng không thể đòi hỏi nhiều, huấn luyện viên Lê Thụy Hải nói. Cuối cùng, huấn luyện viên họ Lê dành sự khen ngợi tới chiến thuật của ông Park Hang-seo. Chiến thuật ông Park đề ra rất hợp lý rồi. Tuyển Việt Nam không đá 3-4-3, đó là lối chơi áp đặt, gây khó khăn cho đối phương, nhưng thực tế ta đá 5-3-2. Hiệp 1 tuyển Việt Nam chơi ngang ngửa và có bàn thắng dẫn trước, nhưng hiệp 2 thể lực giảm sút, dẫn đến bị gỡ hòa và ép sân. Dù thể lực tuyển Việt Nam yếu hơn họ, nhưng so với chính chúng ta thì đã tiến bộ nhiều rồi. Huấn luyện viên Jordan, Việt Nam khiến chúng tôi choáng váng. Huấn luyện viên trưởng tuyển Jordan cho biết, đội bóng của ông đã cảm thấy choáng váng khi để Việt Nam vượt lên dẫn trước trong trận đấu ngày hôm qua. Jordan là đội bóng được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, sự cơ động của hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam đã khiến Jordan đánh mất thế trận trong hiệp 1. Thay vì sử dụng một tiền vệ có sức mạnh và sự can lướt, thầy Park lại gây bất ngờ khi để cả Xuân Trường, Quang Hải và Thanh Trung ra sân ngay từ đầu. Khả năng cầm bóng và điều tiết của bộ ba này giúp đội tuyển Việt Nam tạo dựng thế trận chủ động và có bàn thắng sớm. Phát biểu sau trận, huấn luyện viên trưởng tuyển Jordan cho biết, tôi và ban huấn luyện đã khá bất ngờ với cách nhập cuộc của đội tuyển Việt Nam. Họ chơi như thể đang được đá ở sân nhà vậy, rất tự tin và mạch lạc. Tôi đã cảm thấy choáng váng khi đội tuyển Việt Nam ghi bàn từ sớm, và phải thú thật, các học trò của tôi đã mất rất nhiều thời gian để lấy lại sự cân bằng. Trong hiệp 1, hàng phòng ngự của chúng tôi chơi không tốt, còn hàng tiền đạo thì thiếu sáng tạo. Tuy nhiên, hiệp 2 cả đội đã chơi tốt hơn nhiều. Các cầu thủ thi đấu linh hoạt và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Trong hiệp 2 Việt Nam hầu như không tạo được áp lực lên phía khung thành Jordan. Nếu các chân sút của tôi tận dụng tốt hơn, có lẽ Jordan đã giành chiến thắng. Vị huấn luyện viên này bày tỏ một chút tiếc nuối. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng tỏ ra không quá hài lòng với một điểm. Bên cạnh đó, ông cũng thừa nhận điểm yếu thể lực của các học trò. Ban đầu chúng ta đá 3-5-2, cố gắng đánh hai cánh, nên đặt ba tiền vệ ở giữa. Vì vậy, chúng ta ghi bàn trước trong hiệp 1. Vào hiệp 2, chúng ta bị tấn công dồn dập và lộ ra điểm yếu là thể lực.
cầu thủ Jordan cao, to nên họ chơi bóng bổng, còn chúng ta thua kém về thể lực lẫn thể hình. Nếu nói phải giành chiến thắng thì chúng ta không đạt kết quả mỹ mãn. Dẫu vậy, tôi nghĩ một điểm là có thể chấp nhận được khi đá trên sân khách. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.